Rồi, xin chào anh em nha. Xin giao lưu anh em một phôi rõ dúi hòn anh mọc song long nha anh em. Hai thân cuộn nhau nè. Hoành góc 120. Hai người khiêng rất là nặng nha anh em. Chiều cao 140. Song long nha anh em. Song long quấn lại rất hay nha. Rất đẹp nha anh em. Cái mạch bên này nó có lũa âm thân chút xíu nha. Cái vớt này là người dân nấu nấu chặt củi anh em, nấu băm ở đây nhưng mà nó đang làm lũa, nó đang kéo ra lại rồi nha anh em nha. Đây, đang làm lũa hết rồi. Không có đáng kể nha anh em. Quay kỹ cho anh em xem. Hai thằng quấn lại nhau khá đẹp anh em. Rất là hay nha. Một tác phẩm dúi rễ hòn anh mọc. Con này trọng lượng nặng khoảng tầm là 80 kg nha anh em. Rồi, anh em thiện chí giao lưu ủng hộ nha. Chào anh em.